Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Hallelujah! Trân trọng kính chào toàn thể anh chị em đã và đang sẽ kết nối vào Hội Thánh của Chúa buổi tối hôm nay để học bài học. Chúng ta cảm ơn Chúa rất nhiều vì Chúa cho chúng ta cơ hội để kết nối cùng nhau và học bài học buổi tối hôm nay trong chủ đề là chiến thắng tà linh ruồng bỏ và khước từ. Ok anh chị em ha, đây là một cái chủ đề rất là quan trọng vì phần lớn chúng ta đang sống trong một cái xã hội có rất là nhiều thứ xung đột vấp phạm, nhiều thứ tội lỗi và nhiều những điều chủ quan khách quan xảy ra trong cuộc sống của mình, và chúng ta có thể lắm đã trở thành nạn nhân của tà linh khước từ và ruồng bỏ mà chúng ta không biết. Cho nên mục đích của bài học này muốn bóc tách những vấn đề đó để cho tất cả anh em mình có đủ kiến thức giúp đỡ chính mình và giúp đỡ người khác để được tự do và làm cho đời sống của mình trở nên bình an hơn, tốt đẹp hơn, hữu ích hơn và có thể trở thành một khí cụ đắc lực trong tay của Chúa. Amen cho em. Cảm ơn Chúa thật là nhiều. Và sau một tuần nghỉ ngơi, buổi tối hôm nay lại được gặp gỡ tất cả anh chị em trên live stream này. Thật là phước hạnh. Amen. Thật là phước hạnh. Chúng ta cảm ơn Chúa vì điều đó. Tôi rất là cảm ơn Chúa vì tấm lòng yêu mến Chúa, yêu mến lời Chúa của anh chị em, và tôi tin rằng những ai kết nối vào học bài học buổi tối hôm nay sẽ được Chúa ban phước, sẽ được Chúa thăm viếng, sẽ được Chúa chữa lành, sẽ được Chúa giải phóng và làm cho nhiều điều tốt đẹp. Cho nên ngay giờ này, tôi nhân danh Chúa Giêsu đã nói với tất cả anh chị em, những ai nghe và chịu ảnh hưởng lời cầu nguyện này, tôi công bố rằng anh chị em được phước. Anh chị em được phước ngay thời giờ này. Anh chị em được Thánh Linh của Chúa động chạm ngay thời giờ này. Và nhân danh Chúa Giêsu, tôi chúc phước những điều đó cho anh chị em. Tôi kêu danh của Chúa trên ông bà anh chị em. Những ai nghe và chịu ảnh hưởng lời cầu nguyện này được ảnh hưởng bởi danh quyền năng của Chúa Giêsu, con Đức Chúa Trời. Tôi kêu danh đó, đóng ấn danh quyền năng đó trên anh chị em giờ này. Nhân danh Chúa Giêsu quyền đó, anh chị em được động chạm, được tươi mới thời giờ này. Được tươi mới thời giờ này. Nhân danh Chúa Giêsu Christ quyền năng, toàn bộ anh chị em được tươi mới thời giờ này. Tất cả những người nam, người nữ đang kết nối và đang lắng nghe lời cầu nguyện này được Thánh Linh của Đức Chúa Trời khải thị, soi sáng và làm cho mạnh mẽ bên trong. Tâm linh của anh chị em được thức tỉnh giờ này. Tâm linh của anh chị em được bừng tỉnh giờ này. Tâm linh của anh chị em được đụng chạm, được kết nối với Thánh Linh giờ này, trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Cảm ơn Ngài thật nhiều. Anh chị em hãy cầu nguyện điều đó anh chị em. Hãy nói với Chúa: Chúa ơi, động chạm con thời giờ này. Chúa ơi, đến thăm viếng con thời giờ này. Trong danh của Chúa Giêsu, con đón nhận mọi phước lành từ Cha Thiên Thượng cho con ngay thời giờ này. Cầu nguyện đến chị em. Nhân danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Cầu nguyện đến chị em trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Hãy thưa với Chúa rằng: Chúa ơi, con khao khát được sự thăm viếng của Ngài. Con khao khát được thần mặc khải, thần khôn ngoan của Ngài đổ đầy trên con ngay thời giờ này. Con khao khát để Chúa chỉ ra những điều mầu nhiệm trong lời Ngài cho con buổi tối hôm nay. Mầu nhiệm của lời Ngài trong buổi tối hôm nay, những bí mật, những quyền năng ở trong lời Ngài buổi tối hôm nay được chỉ ra cho con giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tất cả những người nam, người nữ, những ai đang nghe và chịu ảnh hưởng dưới lời cầu nguyện này, hãy bắt đầu mở môi miệng mình ra và tương giao với Đức Chúa Trời anh chị em. Chúng ta cần kích hoạt tâm linh của mình. Chúng ta cần làm cho linh hồn mình được mạnh mẽ để chúng ta có thể lãnh hội được bài học buổi tối ngày hôm nay. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng, cầu nguyện anh chị em. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng, hãy mở môi miệng mình ra và thưa với Chúa: Cha ơi, con cần Ngài. Chúa Giêsu ơi, con cần Ngài. Ngài là tất cả của đời sống con. Ngài là đấng cứu rỗi linh hồn con. Ngài là đấng cung ứng cho con. Ngài là đấng chữa lành con. Ngài là đấng bảo vệ con. Ngài là đấng yên ủi và dạy dỗ con.
Ngài là đấng chăm sóc con, Ngài là đấng dạy dỗ con, Ngài là đấng giải cứu con, Ngài là đấng ban phước cho con, Ngài là vua của con, Ngài là chúa của con, Ngài là chủ nhân của linh hồn con, Ngài là người bạn tốt nhất của con, Ngài là người bạn tử tế nhất của con, Ngài là cha đời đời, là chúa bình an của con. Cầu nguyện đến chị em, hãy tuyên xưng Chúa Giêsu là ai đối với linh hồn của anh chị em giờ này. Hãy tuyên xưng và tin tưởng điều đó. Hãy tuyên xưng với tất cả tấm lòng. Hãy công bố Chúa Giêsu là ai đối với linh hồn của anh chị em giờ này. Trong danh Chúa Giêsu Christ quyền nào. Cảm ơn Ngài thật nhiều. Cảm ơn Ngài thật nhiều. Cảm ơn Ngài thật nhiều. Hallelujah. Hallelujah. Tôi cầu nguyện để thân của Đức Chúa Trời cha anh chị em giờ này. Tôi cầu nguyện để thần khôn ngon thông sáng đổ đầy trên anh chị em giờ này. Tôi cầu nguyện cho những ai nghe và đón nhận, mắt lòng của anh chị em được mở ra giờ này, mắt của sự hiểu biết của anh chị em được soi sáng giờ này. Trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng, đón nhận, đón nhận, đón nhận, đón nhận, đón nhận, đón nhận trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Oh hallelujah, hallelujah. Tôi tuyên bố thần mặc khải ở trên anh chị em giờ này. Tôi tuyên bố thần khôn ngon đầy dẫy cho anh chị em giờ này. Tôi tuyên bố con mắt lòng hiểu biết của anh chị em được soi sáng giờ này. Trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Nhân danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Tất cả những người nam, người nữ, những ai nghe và chịu ảnh hưởng với lời cầu nguyện này, hãy được phước giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hãy được phước giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Oh hallelujah. Cảm ơn Ngài, lạy Chúa. Tiếp tục cầu nguyện anh chị em. Tiếp tục cầu nguyện, tiếp tục cầu nguyện, tiếp tục cầu nguyện. Tôi tuyên bố rằng Chúa Giêsu chạm anh chị em giờ này. Tôi tuyên bố Chúa Giêsu bởi Đức Thánh Linh chạm vào lòng của anh chị em giờ này, chạm vào lòng của anh chị em giờ này. Tôi ở đây, anh chị em ở đó, nhưng Chúa ở khắp mọi nơi, và tất cả chúng ta, đặc biệt là anh chị em, được kết nối với Đức Thánh Linh giờ này, kết nối với nguồn thăm viếng thiên thượng của Chúa giờ này, và nguồn phước của Ngài đổ vào đời sống của anh chị em giờ này. Tôi tuyên bố trong danh Chúa Giêsu quyền năng, bất kể anh chị em đang ở đâu, sự chữa lành của Chúa đổ vào thân thể của anh chị em giờ này, sự tự do của Chúa đổ vào linh hồn của anh chị em giờ này, sự thông sáng của Chúa đổ vào tâm linh của anh chị em giờ này, sự đầy dẫy Thánh Linh đổ vào lòng của anh chị em giờ này. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng, hãy đón nhận, hãy đón nhận, hãy đón nhận, hãy đón nhận, hãy đón nhận trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Anh chị em phải biết, không có điều gì ngăn trở Chúa. Kể không gian, thời gian không ngăn trở Chúa. Tôi vọng bạn chị em được kết nối giờ này. Tôi vọng bạn chị em được kết nối bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời giờ này. Và tôi tuyên bố rằng những ai nghe chịu ảnh hưởng với lời cầu nguyện, nghĩa là những ai đang ở trước màn hình giờ này, hãy được chạm bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời giờ này. Hãy được chạm và nâng lên bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời giờ này. Tôi nói với những tấm lòng buồn rầu hãy được vui mừng giờ này. Tôi nói với những tấm lòng bất an được bình an giờ này. Tôi nói với những thân thể yếu đuối được khỏe mạnh giờ này. Tôi nói với những linh hồn đau đớn được tự do giờ này. Tôi nói với những kẻ cầm tù được buông ra giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. 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 Hallelujah. Đón nhận, đón nhận, đón nhận, đón nhận. Đón nhận trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Cảm ơn Ngài lạy Chúa. 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 Tiếp tục cầu nguyện anh chị. Tiếp tục mở môi miệng mình ra tuyên xưng, con được chữa lành buổi tối hôm nay. Con là người được phước buổi tối hôm nay. Con là người đầy Thánh Linh buổi tối hôm nay. Con là người được chữa lành trong thân thể, trong linh hồn buổi tối hôm nay. Con là người được tự do buổi tối hôm nay. Con là người đầy thần khôn ngon và mặc khải buổi tối hôm nay. Con là người được soi sáng để thấy khải thị và chiêm bao buổi tối hôm nay. Con là người biết Chúa như chính Chúa biết con buổi tối hôm nay. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng, cầu nguyện anh chị em. Tuyên xưng, tuyên xưng, tuyên xưng. Những lời tuyên xưng của anh chị em đưa anh chị em đến gần sự cứu của Đức Chúa Trời. Miệng của anh chị em đưa anh chị em đến gần sự cứu của Đức Chúa Trời. Đến nơi mà thần của Chúa hành động bởi đức tin, đến kho báu của lời hứa Đức Chúa Trời. Cho nên miệng anh chị em phải tuyên xưng, tuyên xưng những điều phù hợp với lời của Đức Chúa Trời. Ngài hứa rằng Ngài ở cùng với anh chị em đến đời đời. Ngài hứa rằng không một kẻ thù nào có thể làm hại anh chị em. Ngài hứa rằng dù anh em mình có hoạn nạn, nhưng mà Chúa
đã chiến thắng hoạn nạn rồi. Ngài hứa rằng đừng có lo phiền chi hết, nhưng hãy trao mọi lo lắng cho Ngài, và sự bình an của Ngài sẽ gìn giữ lòng anh chị em trong Đức Chúa Trời. Hallelujah, trong Chúa Giêsu. Cho nên chị em ơi, đừng lo lắng, vì Ngài hứa rằng Ngài không lìa anh chị em, không bỏ anh chị em. Ngài hứa rằng ân điển của Ngài đủ cho anh chị em rồi. Và tất cả chúng ta được mạnh khi chúng ta yếu đuối, chúng ta được mạnh khi chúng ta thấy rằng mình nhờ cậy Đức Chúa Trời. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng, hãy đón nhận điều đó. Hãy đón nhận trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tôi nói rằng anh chị em được phước, hãy công bố rằng mình được phước anh chị em. Hãy mở môi miệng mình ra, hãy nói với Chúa rằng: Chúa, con cảm ơn Ngài vì con được làm con cái của Ngài. Con là người được chọn lựa và được may mắn nhất trên đời này. Con được phước bởi vì Ngài chọn lựa con để ban phước cho con. Con được phước bởi vì Ngài đã bằng lòng chết thế cho con. Con được phước bởi vì mỗi lần rơi Ngài mà thân thể con được chữa lành. Con được phước bởi vì sự chăm sóc của Ngài trong mọi nhu cầu trên đời sống của con. Con được phước bởi vì Ngài nghe và nhậm lời cầu nguyện của con. Con được phước bởi vì bất cứ điều gì con nhân danh Chúa Giêsu cầu xin thì Cha làm cho. Con là người được chọn lựa, được phước từ trước khi sáng thế, trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hãy công bố anh chị em. Hãy công bố, hãy công bố, hãy công bố. Tôi tuyên bố rằng anh chị em là người được phước trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tất cả những ai nghe và chịu ảnh hưởng với lời cầu nguyện này, hãy được phước trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hãy được tự do trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hãy được chữa lành trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hãy được nâng lên trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hãy được nâng lên trong mọi lĩnh vực của đời sống trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Cảm ơn Ngài, lạy Chúa. Oh, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hãy tuyên bố anh chị em. Hãy tuyên bố Chúa Giêsu là vua của anh chị em. Ngài là Chúa của anh chị em. Ngài là chủ nhân của linh hồn anh chị em. Ngài là đấng có thể bảo vệ anh chị em. Ngài là đấng yêu thương anh chị em bằng tình yêu đời đời. Hãy công bố điều đó anh chị em. Chúa Giêsu là tất cả, tất cả, tất cả, tất cả. Hallelujah. Anh em hãy tuyên bố điều đó. Anh em chỉ sợ một mình Chúa thôi. Chỉ phục vụ một mình Chúa thôi. Chỉ nghe lời một mình Chúa thôi. Chỉ kính sợ một mình Ngài thôi. Chỉ yêu thương một mình Ngài thôi. Chỉ hy vọng nơi một mình Ngài thôi. Chỉ tin cậy một mình Ngài thôi. Hallelujah. Chỉ đi theo sự dẫn dắt của một mình Ngài thôi. Chỉ thờ phượng một mình Ngài thôi. Chỉ cầu nguyện với một mình Ngài thôi. Chỉ nhận lãnh từ một mình Ngài thôi. Chỉ phụ thuộc vào một mình Ngài thôi. Chúa là tất cả của anh chị em mình. Chúa là tất cả. Jesus Christ là tất cả. Trong danh Chúa Jesus Christ quyền năng. Hallelujah. Cảm ơn Ngài. Amen anh chị em. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài thật nhiều. Cảm ơn Chúa thật nhiều. Cảm ơn Chúa thật nhiều. Amen. Tôi biết anh chị em được phước giờ này. Tất cả các bạn chị em được phước giờ này. Tất cả các bạn chị em được phước giờ này. Hallelujah. Anh chị em là người đặc biệt của Chúa. Anh em là người được chọn, được lựa của Chúa. Anh chị em là người rất là yêu dấu của Chúa. Vì Ngài chọn lựa ông bạn chị em để hưởng phước đời đời. Anh em có thấy điều đó không ạ? Anh em có thấy điều đó không ạ? Trong 8 tỷ người trên trái đất này thì Đức Chúa Trời chọn và lựa anh chị em để được hưởng phước đời đời. Cho nên tôi nói anh chị em mỗi ngày hãy ca những bài ca cảm tạ Ngài, ca những bài ca ngợi khen Ngài. Đừng có lầm bầm nữa, đừng oán trách, đừng buồn rầu nữa. Vì anh em đã vượt khỏi sự chết mà đến sự sống rồi. Vượt khỏi bàn tay của ma quỷ để vào trong sự yêu thương của Đức Chúa Trời rồi. Anh chị em ha, nội nghĩ những điều đó thôi thì chúng ta cũng đã thấy cuộc sống không có gì phải phiền muộn nữa rồi. Amen anh chị em, không có gì phải phiền muộn. Anh em cứ trao hết cho Ngài, và Đức Chúa Trời là đấng lo liệu cho chúng ta. Chúng ta không phải kiểu như là mặc kệ mọi thứ giống như là A Quy, phải không ạ? Không, chúng ta có đức tin để trao mọi điều cho Chúa, và Ngài nói rằng Ngài săn sóc chúng ta. Đó chính là cuộc sống của chúng ta. Có một Đức Chúa Trời săn sóc chúng ta, cho nên đừng lo phiền anh chị em ha. Cảm ơn Ngài thật nhiều. Cảm ơn Ngài thật nhiều. Và anh chị em, trước khi đến bài học như thường lệ, tôi nhờ tất cả anh chị em hãy chia sẻ cái live stream này trên trang cá nhân của mình và trên mọi nền tảng nào mà anh chị em tham gia. Mục đích là để cho nhiều người được nghe, được biết, được hiểu lẽ thật. Vì trong Timothê nhất có chép rằng vì ý muốn của Đức Chúa Trời là muốn mọi người được cứu và hiểu biết lẽ thật. Mọi người đều được cứu và hiểu biết lẽ thật. Họ không được cứu bởi vì họ không biết lẽ thật. Phải không ạ? Phải biết lẽ thật. Phải nghe thì cuộc sống của họ mới được tươi mới. Cho nên anh chị em,
hãy giúp tôi chia sẻ nó, biết đâu được hạt giống mình rải ra và nó sẽ mọc lên trong lòng một ai đó. Và đó là cách Đức Chúa Trời cứu con người, cũng như tôi và bạn chị em được cứu. Đôi khi mình không biết tại sao mình được cứu, nhưng đó là kế hoạch thiên thần của Chúa. Amen chị em. Hãy chia sẻ, hãy chia sẻ. Con cảm ơn Ngài. Rồi bây giờ anh chị em, chúng ta sẽ bắt đầu bước vào bài học. Nhờ cậy ơn của Chúa, tôi sẽ tiếp tục trình bày với tất cả anh chị em bài học thứ tư với cái chủ đề là chiến thắng tà linh khước từ và ruồng bỏ. Ok, chiến thắng tà linh khước từ và ruồng bỏ. Bài học thứ tư nó nói về những cái thay đổi trong nhân cách của chúng ta khi chúng ta bị cái tà linh này nó khống chế, tức là nó ám, không ạ? Có một số những cái thay đổi. Chúng ta học bài học này để làm gì? Mục đích của bài học này là để chúng ta nhìn lại chính mình, để chúng ta xin Chúa giải phóng mình nếu mình có những trường hợp như vậy. Cái thứ hai á, là chúng ta nhìn lại những con người, nhìn vào những con người mà mình được Chúa đưa đến cho mình. Ví dụ như gia đình mình, tín đồ của mình, anh em của mình, biết đâu được mình phát hiện ra những cái điều tương tự và chúng ta cũng có thể chia sẻ và giúp đỡ anh chị em mình, những người thân yêu của mình, tín hữu của mình được tự do. Đó là mục tiêu. Bài học trước thì chúng ta đã nói về cái cách mà chúng ta phản ứng lại với sự khước từ và ruồng bỏ khiến cho chúng ta đã từng mở cửa cho cái tà linh này bước vào đời sống của mình. Có bốn điều thuộc về bên ngoài và có sáu điều thuộc về bên trong. Mà những cái điều đó là những cái hướng ngoại và hướng nội, là những cái phản ứng của chúng ta đối với cái tà linh khước từ này. Và nó dụ chúng ta hành động theo kiểu đó để cho nó bước vào và khống chế. Và khi nó bước vào trong đời sống của mình và nó hành động một thời gian thì cái nhân cách của mình nó được thay đổi anh chị. Nói đúng hơn là bị thay đổi. Bị thay đổi. Đức Chúa Trời tạo ra tôi và bạn cho em theo hình Ngài và tượng Ngài. Khi chúng ta đến với Chúa Giê-xu, Ngài tái sanh chúng ta và Kinh Thánh khẳng định rằng mọi sự cũ đã qua, này mọi sự đều trở nên mới. Có nghĩa là con người bề trong của chúng ta bắt đầu được xây dựng theo hình ảnh của Đấng Christ. Và Ngài cũng muốn con người bề trong đó bắt đầu được ảnh hưởng ra bên ngoài bởi sự thay đổi tâm trí nhờ lời của Đức Chúa Trời và thánh hóa thân thể chúng ta, khiến cho chúng ta mỗi ngày mỗi biến hóa trở nên giống như Chúa và tỏ ra ánh sáng giữa thế giới đen tối này. Đó là mục đích của Đức Chúa Trời. Nhưng tà linh thì nó làm ngược lại. Tà linh nó dùng mọi cách để nó khống chế, kìm hãm chúng ta, phải không ạ? Bước vô đời sống chúng ta và thay đổi nhân cách chúng ta theo cái kiểu mà nó muốn. Tức là đã đánh mất vinh quang của Đức Chúa Trời trong thái độ, trong lời nói, trong suy nghĩ, khiến cho chúng ta trở nên một người bất bình thường, thậm chí bất bình thường trong mắt của chúng ta nữa, chứ đừng nói là chỉ là bất bình thường trong mắt của nhiều người. Đôi khi chúng ta cảm thấy mình bình thường nhưng mà trong mắt của nhiều người lại là bất bình thường, nhưng chúng ta không nhận ra. Nhưng tôi hy vọng rằng nhờ bài học này chúng ta sẽ nhận ra một số những cái bất bình thường trong cái nhân cách, trong cái tính cách của mình, để rồi chúng ta hiểu rằng chính tà linh đã khống chế mình, kìm hãm mình, khiến cho mình rất khó được biến đổi trở nên giống Chúa Giê-xu. Tôi và bạn chị em là những người yêu Chúa Giê-xu thật lòng thì ai trong chúng ta cũng muốn trở nên giống Chúa hết rồi. Ai cũng muốn hết rồi, phải không ạ? Mỗi ngày được biến đổi trở nên giống Chúa. Nhưng sẽ có một thế lực nào đó, dĩ nhiên là nếu chúng ta chưa được giải cứu, có một thế lực nào đó kìm hãm, khống chế, gây áp bức, hành hạ để khiến cho nhân cách chúng ta bị méo mó. Đây là cái chỗ hết sức là quan trọng, hết sức là quan trọng. Bởi vì chúng ta phải nhận ra nó, vì chúng ta đang sống trong một cái thế giới đầy dẫy những cái điều bất toàn. Và đôi khi chúng ta dù muốn hay không muốn có thể trở thành một nạn nhân mà chúng ta không biết, phải không ạ? Thì căn cứ theo những kinh nghiệm của những người đi trước đó, thì họ đã có những cái tài liệu rất là rõ ràng, rất là rõ ràng, và có một số những cái nghiên cứu trong cái lĩnh vực giải cứu chữa lành, họ đã đề ra nhiều cái điểm
rất là bất thường trong nhân cách của con người nói chung và của con cái Chúa nói riêng. Và những cái bất thường này đều gợi ý chúng ta, muốn gợi ý chúng ta rằng chúng ta thật sự cần được cầu nguyện giải cứu. Amen. Và qua bài học này chúng ta sẽ bắt đầu cầu nguyện cho những điều mà anh chị em có thể thấy. Thì bây giờ tôi sẽ nói một vài cái có thể biểu hiện trong cái đời sống nha. Anh chị em ghi nhận và kiểm tra lại chính mình, có thể biết đâu được mình là một trong những cái điểm mà tôi trình bày buổi tối hôm nay thì sao. Và chúng ta sẽ cầu nguyện và Chúa sẽ giúp chúng ta hoàn thiện. Cái đầu tiên đó, anh chị em có bao giờ chú ý trong cuộc sống đó, có những người gọi là muốn mọi thứ trở nên hoàn hảo. Và nếu có một cái điều gì đó nó không như ý thì người đó trở nên bực dọc, kích động, nóng giận. Anh em hiểu ý tôi không? Ví dụ như có những người ví dụ như đi làm về hay là đi đâu đó về, thấy bình thường thì nhà cửa sạch sẽ, gọn gàng. Nhưng mà nếu hôm đó tự nhiên lại thấy nhà cửa có hơi lộn xộn một tí, quần áo giày dép để lộn xộn một tí, lập tức là nổi nóng lên, lập tức là tính khí thay đổi lên, từ đang vui vẻ trở nên khó chịu hung hăng lên. Đúng không? Ở đây là một cái điển hình. Tức là có những con người người ta muốn hoàn hảo, có những con người sạch như lau như ly, chỉ một hạt bụi thôi cũng có thể khiến họ tức giận. Có những con người họ muốn đi ra đường là phải hết sức chỉnh chu, chỉ mà cái áo nhăn một tí thôi là họ cảm thấy mất tự tin liền. Có những con người nó lạ lắm, mà cái đó nó đến từ đâu? Nhiều khi người nói là ui đây là một cái người gọi là chu toàn mọi sự, phải không ạ? Đúng, chúng ta không phủ nhận rằng trong cuộc sống mình phải sống gọn gàng, ngăn nắp, mình phải sống ăn mặc đàng hoàng, mình phải sống nói năng nó điềm đạm, tử tế. Cái đó đúng. Nhưng mà nếu như lỡ may trong cuộc sống có những cái điều gì đó nó không như ý, ví dụ như là đôi khi hôm nay vội quá, ủi cái bộ quần áo nó hơi bị không kỹ một chút, hôm nay vì lý do có chuyện đó ở trường học cho nên về hơi muộn một tí, cơm nước chưa được nấu, gọi chưa được bày ra bàn một cách ngăn nắp, hay là quần áo vì lý do trời mưa cho nên là nhiều cái điều phải làm ngoài đồng chưa gấp lại gọn gàng. Ví dụ thế, cuộc sống mà nó có thể xảy ra nhiều thứ, ai cũng muốn gọn gàng, ai cũng muốn sạch sẽ. Nhưng nếu như cái tính cách của chúng ta mà nó rất là dễ kích động, dễ giận dữ, dễ công kích, thậm chí đôi khi là bạo hành vì những cái điều bất thường đó, những cái điều mà không bình thường đó, những cái điều mà đối với những người khác có thể hoàn toàn vui vẻ bình an mà mình thì trở nên kích động đó, thì có nghĩa là cái nhân cách của chúng ta có vấn đề. Tại sao cái nhân cách của chúng ta có vấn đề? Có những cặp vợ chồng sống với nhau và khổ nhau, làm khổ nhau vì cái tính cách này. Có những ông chồng là phải sạch như lau như ly, phải không ạ? Bà vợ mà chỉ cần để một cái rác trong nhà thôi là đã có chuyện. Học ngược lại, có những bà vợ là phải nói là phải hoàn hảo. Ông chồng mà ví dụ hôm đó mà lỡ may mà có cái mùi gì đó lạ lạ một tí là coi được căng rồi, ví dụ khó chịu và trở nên xung đột. Anh chị em có thấy có những người đó. Cái này đó, tại sao nó phát sinh những cái tính cách này? Những cái tính cách này nó phát sinh bởi vì có thể trong quá khứ, trong tuổi thơ, người đó đã bị chính cái tà linh ruồng bỏ khước từ đã tấn công. Và người đó nghĩ rằng mình muốn được người khác chấp nhận, muốn được người khác yêu thương, muốn được người khác nhìn nhận, muốn được người khác đánh giá, muốn được người khác tròn tay ra để mà đón nhận cuộc sống của mình, thì mình phải trở nên hoàn hảo và có giá trị. Mình phải là một người hoàn hảo, một người không bao giờ cho phép mình phạm sai lầm thì mới được. Còn nếu như mà lỡ phạm cái gì đó, mình cảm nhận mình không được đón nhận. Giống như mình đến công ty mình làm việc vậy đó. Mà cái người bị cái này là luôn luôn phải làm cái gì đó hoàn hảo, dù là phải nỗ lực, làm có thể mười mấy tiếng đồng hồ cũng được, miễn sao
Mà cuối cùng thì sếp nói: "Ô, em làm tốt lắm, được lắm, tuyệt vời lắm, à, anh công nhận, nhìn nhận cái công sức của em." Và người đó sẽ vui vì cái câu đó, rất vui vì câu đó, mặc dù có thể là đang bị đè nén, đang bị áp lực, thậm chí là có thể là ngất đi, xỉu đi vì cái công việc mà mình phải bỏ quá nhiều thời gian. Có nghĩa là người đó trở nên nô lệ cho những sự nhìn nhận của người khác, nô lệ cho sự nhìn nhận của chính bản thân mình, nhìn nhận cho những cái tâm trí nào đó tự nhiên nó biến đổi trong tâm trí của mình, nô lệ cho cái sự nhìn nhận, muốn được chấp nhận, muốn được yêu thương, muốn được đánh giá cao. Và người đó cố gắng, cố gắng, cố gắng trở nên hoàn hảo. Và họ hy vọng rằng bằng cách đó thì họ mới có thể tồn tại một cách bình an ở trong cái xã hội loài người này. Cái này là cần được giải cứu nha anh chị. Cái này là cần phải được bẻ gãy. Bởi vì chính điều này nó hành hạ đời sống anh chị em. Chính điều này nó khiến cho anh chị em rất khổ sở mà không biết phải thoát ra như thế nào. Tại sao tôi lại như thế? Tại sao tôi lại phải, cuộc sống tôi lại phải như vậy? Phải lên một cái lịch trình, một cái chương trình như vậy, một cái lối sống như vậy thì tôi mới cảm thấy bình an, tôi mới cảm thấy được có giá trị. Còn nếu khác đi một chút là tôi cảm thấy có cái gì đó bất ổn. Anh chị em hiểu không? Đây là cái dấu ấn mà tà linh khước từ ruồng bỏ đã làm méo mó cảm xúc và suy nghĩ của anh chị em trong quá khứ. Anh chị em hãy thận trọng điều này. Đó. Cho nên các bạn đừng ngạc nhiên khi có một số người sẽ có những cái phản ứng rất là thiếu kiên nhẫn, không khoan dung, không có gọi là tình yêu thương đối với một số những cái vấn đề nảy sinh trong cuộc sống, mà những cái vấn đề đó có thể khiến cho những cái kế hoạch của họ, những cái gì mà họ muốn làm đã bị phá vỡ chẳng hạn, thì họ sẽ cảm thấy là không có chấp nhận được. Và đây là những cái xung đột sẽ phát sinh. Có nghĩa là những cái người này là những người mà họ không muốn có bất cứ một thứ gì xen vào cái kế hoạch của họ cả. Cái gì mà xen vào thì sẵn sàng phản ứng một cách thái quá. Chẳng theo ạ, thì đây là một cái chỗ mà chúng ta phải cần. Anh em nhớ nha. Rồi. Thứ hai anh chị em, nó có một cái loại khác nữa. Cái loại này nó cũng khiến cho cái đời sống tình cảm của con người đó bị méo mó, lệch lạc mà người đó không biết, lệch lạc mà người đó không biết. Đây, tôi gọi này là một cái tình thương giả tạo bị lừa dối. Tình thương giả tạo bị lừa dối. Tại sao? Tại vì cái người mà bị khước từ, bị ruồng bỏ là cái người mà họ luôn cảm thấy họ không được yêu thương. Cho nên họ luôn luôn có một cái khát vọng để bước vào bất kỳ mối quan hệ nào. Họ luôn luôn phải tìm cho mình những người bạn, những người yêu thương, những người nào bất kỳ nằm trong mối quan hệ, có mối quan hệ với họ là được. Đây là cái chỗ mà người ta nói là khao khát được yêu, khao khát được nhìn nhận, khao khát được yêu thương. Bởi vì tấm lòng của họ đã bị thiếu hụt điều đó. Anh chị biết. Vì vậy nó có một cái loại tình thương giả tạo. Nó khiến cho con người đó, khiến cho con người đó luôn luôn có thể xả thân một cách rất là giả tạo vì những điều mà có thể làm tổn hại đến họ. Ví dụ nha, tôi lấy ví dụ. Họ có thể sẵn sàng làm bạn với những người mà họ biết rằng xấu xa. Ví dụ, họ có thể làm bạn với những người đang làm hành nghề mại dâm. Và họ tự bào chữa với mình rằng tôi làm bạn với người đó mục đích là để tôi cứu người đó, tôi yêu thương người đó. Nhưng mà rồi mối quan hệ đó sẽ đưa họ đến cái chỗ là họ bị sa vào những cái chỗ bị tội lỗi nhấn chìm trong cuộc sống. Nhưng điều gì từ ban đầu xúi dục họ đi vào mối quan hệ vậy? Đó là vì tình thương giả tạo. Tự nhiên trong lòng họ nổi lên một cái tình thương lạ lùng. Họ thương cái người mà họ
mà đôi khi là người bình thường bên ngoài nhìn vào là biết rằng à, cái mối quan hệ này sẽ nhấn chìm họ, mối quan hệ này sẽ khiến họ bị chết, hư mất, nhưng mà can ngăn không được. Họ cũng có thể sẵn sàng lấy một người đang nghiện ngập ma túy làm chồng làm vợ, đang nghiện ngập nhé. Hoặc họ có thể lấy một người mà đang ở trong cái tình trạng là bị những cái căn bệnh quái dị, ví dụ như là SIDA chẳng hạn, có thể lây nhiễm cho họ. Tại sao vậy anh chị? Người bề ngoài nhìn vào có thể thấy cái đây là cái nguy hiểm, đây là cái bẫy có thể đưa họ đến chỗ hư mất, đưa cuộc sống họ đi vào những cái rắc rối. Nhưng mà bởi vì trong thâm tâm con người đó, cái lòng khao khát được yêu thương, khao khát được có những mối quan hệ, khao khát được bày tỏ tình thương, khao khát được nhìn nhận, khao khát được cảm thấy mình có giá trị, nó đã che mắt và làm họ mù lọ. Anh chị em thấy không ạ? Đó là cái chỗ mà chúng ta thấy à, chúng ta thấy có những người như vậy. Cho nên tôi nói những điều này để cảnh tỉnh tất cả anh chị em, hãy nhìn nhận lại chính mình, có phải mình là người đó không? Chúa Giêsu rõ ràng có thể đặt vào lòng chúng ta lòng thương xót, có lòng nhân từ, có đối với những hoàn cảnh. Nhưng Ngài cũng khuyên chúng ta hãy khôn ngoan, khôn ngoan, có sự khôn ngoan, chứ không phải là nhắm mắt nhắm mũi để lao vào chỗ chết, đúng không ạ? Đây là cái chỗ mà chúng ta phải biết cách. Cho nên cái người mà bị linh ruồng bỏ khước từ này biến đổi nhân cách, là khiến họ có thể yêu thương, thương xót, nhận trách nhiệm một cách mù quáng, mù quáng. Thậm chí mình chết mà cũng sẵn sàng, nhưng mà không phải chết kiểu như là Chúa Giêsu chết trên thập tự giá cho tội nhân, không phải chết vì để bằng hữu mình được sống, được cứu, ví dụ như là cứu người anh em mình khỏi những cảnh khốn cùng, để người anh em mình có thể được sống giống như là Jonathan cứu David, không phải, mà cứu một cách mù quáng, có nghĩa là lao luôn vào những cái chỗ tội lỗi tối tăm để mục đích là muốn nói tôi đồng cảm với anh ấy, tôi đồng cảm với chị ấy, tôi đồng cảm với người đó, và lao vô và cả hai cùng chết chậm, giống như là thấy chết đuối và nhảy xuống đã cùng chết. Đó người ta gọi là lòng thương xót giả tạo, tình yêu giả tạo. Và cái tình yêu này, tình yêu giả tạo này ở đâu ra? Bởi vì một tà linh khước từ ruồng bỏ, nó đã khiến cho người đó khao khát được yêu, khao khát được có người bạn, khao khát được có những cái mối quan hệ trong cuộc sống, và họ đã lao vào như một con thiêu thật. Không ai can ngăn được, không ai nói được, và họ không nghe đâu. Đó là cái chỗ mà chúng ta nhìn thấy anh em ha. Rồi, một cái điểm nữa mà nó có thể thấy được ở trong nhân cách của con người được thay đổi, bị thay đổi, đó là anh chị em nhìn thấy có một số anh chị em đã có những cái liên kết tình cảm một cách thái quá, trên mức bình thường với những vật nuôi, vật nuôi. Ví dụ như họ có thể yêu con mèo, con chó, yêu con lợn nuôi trong nhà, yêu con ngựa nuôi trong nhà, yêu con dê nuôi trong nhà, một cách mà đến mức độ quá mức bình thường, đúng không? Tôi không nói rằng chúng ta không được phép nuôi những con vật nuôi nha anh chị em. Chúng ta có quyền nuôi con chó, con mèo, chúng ta có quyền nuôi con dê, con bò, con ngựa để làm thú cưng ở trong nhà, bình thường, chuyện đó là bình thường. Chúng ta vui đùa với nó, chơi với nó, săn sóc nó, đối xử với nó rất là nhân từ như chính Chúa nói, phải không ạ? Nhưng mà ý tôi muốn nói rằng có những tình cảm thái quá đối với thú cưng, đối với vật nuôi, đến nỗi là nó biến vật nuôi đó trở thành như một con người, thậm chí còn hơn cả con người, thậm chí còn hơn cả con người. Và người ta, cái người mà bị liên kết với động vật là đến mức độ đó đó, người ta chỉ biết con vật nuôi của họ thôi. Người ta biết con vật nuôi của họ bởi vì người ta thấy rằng không ai đón nhận tình cảm của họ,
không ai nhìn nhận tình cảm của họ, không ai cảm thông với cuộc sống của họ, giống như con mèo, con chó, con ngựa, con dê, con bò của họ cả. Nó lạ lùng vậy đó. Nó có một cái sự liên kết rất là sâu nặng, chặt chẽ đến cái mức độ mà không thể rời con thú cưng của họ được. Con thú cưng của họ mà có cái vật việc gì thì họ có thể khóc than, thậm chí đau đớn, thậm chí còn hơn cả người thân yêu của mình bị tai nạn nữa. Ví dụ con thú cưng của họ ra đường bị xe cán chết, họ có thể bỏ ăn bỏ ngủ mấy ngày trời, thậm chí còn hơn cả con người. Đó là cái vấn đề. Cho nên những cái linh hồn đó, những con người đó là những linh hồn bị tổn thương, bị ma quỷ trói buộc bởi linh khước từ ruồng bỏ. Và giờ này thì họ không còn tin tưởng ai được nữa. Họ không chơi với con người, nhưng mà họ chơi với động vật, chơi với mèo, chơi với chó. Họ đem tình cảm của họ gắn kết vào những cái con vật đó, và họ đối xử với con vật y như con người. Cái đó là điểm bất thường. Tôi xin nhắc lại nha, tôi không nói rằng bất kể những người nào mà nuôi chó, nuôi mèo, nuôi thú cưng là có vấn đề. Không, tôi đang nói rằng khi một người đối xử tình cảm thái quá, vượt mức bình thường với động vật, và thậm chí coi những thú cưng của mình như con người, thậm chí hơn con người, thì có vấn đề. Và ngày hôm nay không chỉ động vật không đâu anh chị em, mà người ta còn có những cái vấn đề như là chơi với búp bê, búp bê mà búp bê lớn ấy. Ví dụ như ở Nhật không ạ, người ta không lấy vợ, không lấy chồng, mà người ta đi ra cửa hiệu, người ta mua con búp bê silicon về, biết thậm chí biết nói, biết đi như người thật, và người ta nói đó là vợ của người ta, người ta nói đó là chồng của người ta, thậm chí người ta ôm đi ra đường đi chơi nữa, đứng đó mua đồ, nói chuyện, ăn ngủ trên với nhau bằng cái cách đó. Anh chị em, tất cả những thứ này là tà linh, và nó rất bất thường, nó không phải là bình thường. Bởi vì sao? Bởi vì bởi vì trong Kinh Thánh mình thấy trong Sáng Thế Ký chương 2 câu 20, khi Đức Chúa Trời tạo dựng con người là Adam, và Ngài nói rằng Ngài phải tạo dựng ra những người bạn cho Adam, và Ngài tạo ra tất cả thú đồng, và Ngài dẫn đến cha Adam để Adam đặt tên. Nhưng Kinh Thánh chép là: nhưng về phần Adam thì chẳng tìm được một ai giúp đỡ giống như mình hết. Mình làm theo mà. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là gì? Nếu mà một người bình thường đó, bình thường thì phải tìm thấy cái sự giúp đỡ, cái mối liên kết tình cảm của mình với một người khác, cái đó mới là lành mạnh. Còn nếu như mình tìm thấy sự giúp đỡ tình cảm của mình, sự liên kết linh hồn của mình, sự an ủi, sự thổ lộ của mình mà không phải với con người, mà với con vật hay với con búp bê, thì là có vấn đề. Đó là ngược lại với sự sáng tạo của Chúa. Sự sáng tạo của Chúa là hoàn hảo, nhưng chúng ta đã vì để cho tà linh khước từ ruồng bỏ bước vô, và chúng ta đã làm cho nó mất cân bằng, bất bình thường, bất bình thường. Nhiều người coi con chó, con mèo như một thành viên trong gia đình, như con trai, con gái của mình trong gia đình, rất là bất bình thường. Anh chị em thấy trong những buổi giải cứu của tiên tri TV Joshua phải không ạ? Ông hay nói có linh con chó, linh con mèo, và họ có thể khi ngay lập tức họ biểu hiện, họ kêu, họ sủa như con chó, như con mèo. Đó là những vấn đề mà chúng ta cần. Ma quỷ nó có thể biểu hiện qua những cách như thế. Khi chúng ta là những người bị linh ruồng bỏ khước từ, chúng ta không có những người bạn thật là con người, mà chúng ta làm bạn, rồi làm người yêu, rồi đặt tình cảm mình thái quá với động vật, là có vấn đề nha anh chị em. Là có vấn đề. Đó. Đó. Đây là cái chỗ mà chúng ta thấy thế giới này hôm nay nó đang tiến tới cái chỗ đó. Và anh chị em biết, cái người Nhật Bản á, người ta nghĩ rằng hôn nhân là rắc rối, đúng không ạ? Làm bạn với con người là rắc rối, lấy vợ lấy chồng là rắc rối. Và không phải tất cả người Nhật Bản đâu, chỉ một vài thành phần, mà đa phần, thậm chí không biết nó có tiến dần đến người Việt Nam của chúng ta hay không.
thì chúng ta không có, chưa có những cái đánh giá cụ thể. Nhưng mà hiện nay ở Nhật Bản á, anh em thấy à, tại sao có một số người là không thể sống được với người mà phải sống với búp bê, sống với thú cưng? Tại vì những tổn thương đau đớn trong cuộc đời của họ. Tại vì tà linh đã khống chế họ và biến nhân cách của họ trở nên bất thường. Rất là bất thường. Người khác nhìn vào là thấy bất thường. Ví dụ như anh chị em nhìn ra đường và thấy một người thanh niên cặp kè với một con búp bê silicon để đi cửa hàng, rồi vừa đi vừa nói chuyện như người, anh em thấy nó có bất bình thường. Tôi nghĩ là người này là tâm thần, phải không ạ? Nhưng mà bản thân những người đó lại yêu thích cuộc sống như vậy và họ thấy họ bình thường. Anh em thấy không? Tà linh có thể lừa dối chúng ta. Cũng một lẽ đó, nếu một người đối xử với con thú cưng của mình như con, bồng ẩm nói chuyện với nó như con, thậm chí gọi nó bằng con, đúng không? Đặt tên cho nó, ngủ với nó, ăn cùng nó, hôn hít với nó, có vấn đề, bất bình thường. Cho nên hãy cẩn thận điều này nha, và tìm cách để giải thoát ra. Giải thoát ra. Rồi, cái điều thứ tư mà tôi muốn nói ở đây anh chị, thứ tư mình, thì cái sự mà bị tà linh ruồng bỏ khước từ nó tấn công và nó chiếm hữu mình à, thì nó tạo ra một cái khoảng trống ở trong lòng người, một cái khoảng trống về tình cảm, một cái khoảng trống mong muốn được lấp đầy, thiếu vắng tình yêu, thiếu vắng mối quan hệ, thiếu vắng sự quan tâm, thiếu vắng đủ kiểu hết ở trong lòng người. Cho nên anh chị em mà nói chuyện với những người bị khước từ ruồng bỏ, tâm hồn của họ trống rỗng. Và chính cái sự trống rỗng này nó xúi dục cái người đó có một cái nhân cách lạ lùng, kỳ quặc. Đó là người đã ham muốn đủ thứ, ham muốn đủ thứ hết. Từ những cái chuyện như là ham muốn tình dục thái quá, ham muốn quyền lực, ham muốn tiền bạc, ham muốn được nhìn nhận, ham muốn công danh sự nghiệp một cách thái quá. Dĩ nhiên con người chúng ta ai cũng có cái khát khao, ai cũng có ước ao, đúng không? Ước ao được thành công, ước ao được có tiền, ước ao có nghề nghiệp ổn định, cái chuyện đó là bình thường. Nhưng khi mà chúng ta nói đến cái sự tham muốn á, tức là dục vọng đó, là ý chúng ta muốn nói về cái sự thái quá. Thái quá. Ví dụ như một người ham muốn tình dục thái quá là sao? Là cái người đó đi hết từ mối quan hệ này đến mối quan hệ khác. Người đó có thể làm tất cả mọi thứ để thỏa mãn những cái tham dục của mình về mặt tình dục. Người đó có thể thủ dâm, người đó có thể coi phim sex, người đó có thể có bạn tình qua một đêm, thay đổi bạn tình như thay áo. Và người bên ngoài nhìn vào và thấy, ôi sao cái người này sống lạ vậy ta, người đó không mệt mỏi vì điều này hay sao ta? Nhưng mà tao nói với anh chị, Satan là linh khước từ ruồng bỏ đã hà hơi cho người này, khiến cho người này bị lừa dối rằng, bị lừa dối rằng là tình dục chính là tình yêu. Người ta khao khát được yêu thương và người ta nghĩ rằng phải quan hệ tình dục, phải có tình dục mới đáp ứng thỏa mãn được. Nhưng mà người ta đã làm, người ta đã xa vào đó nhưng mà không bao giờ tìm thấy sự thỏa mãn. Người ta lại bỏ mối quan hệ này đi tìm mối quan hệ khác để tìm kiếm sự thỏa mãn đó, để lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn mà Satan đã tạo ra đó. Nhưng không bao giờ được, không bao giờ được. Và chính cái linh khước từ ruồng bỏ nó khiến cho con người này có một cái sự ham muốn tình dục đến nỗi vô độ mà người ta không thể nào ngừng nghỉ được. Anh chị em kiểm tra xem, ngoại trừ ham muốn tình dục thì người đó cũng có thể là không phải ham muốn tình dục mà đã ham muốn vật chất. Người đó chỉ sống và biết kiếm tiền, kiếm tiền, kiếm tiền, kiếm tiền, kiếm tiền, và người đó không cần một cái sự gì khác ngoài tiền. Người đó sẽ xây cho mình nhà đẹp, giường đẹp, chỗ ở đẹp, nhiều tiền trong tài khoản, và người đó nói rằng cái này mới làm thỏa mãn tôi. Cái người đó không cần gia đình, không cần lấy chồng lấy vợ, không cần con cái, không cần bạn bè, không cần gì cả, chỉ ham muốn tiền bạc vật chất. Và ngày hôm nay anh em nhìn thấy trên báo chí có một số những cái dòng bảo là người phụ nữ gọi là U50 có tất cả nhà lầu xe hơi biệt thự, bây giờ sẵn sàng chung lối với ai đó.
Và anh em đọc ra sẽ thấy bây giờ cảm thấy cần, cô đơn, cần thế này nọ. Và người ta bắt đầu suy nghĩ. Khi người ta lao đầu vào những cái chuyện này thì người ta không nhìn ra. Nhưng mà khi tĩnh lặng một chút, người ta lại sực tỉnh. Và có những cái con người bị điều khiển những cái điều đó. Họ cho rằng phải có những ô tô xịn, áo quần áo xịn, dụng cụ xịn, những kỳ nghỉ xịn, những ngôi nhà xịn, tất cả mọi cái gì mới thỏa mãn được, mới lấp đầy khoảng trống trong lòng họ và lao vào những cái điều đó. Nó rất là bất thường. Người bình thường thì cũng cần nhà, cần xe, cần tiền, cần nghề nghiệp để sống, phải không ạ? Bình thường. Nhưng mà người ta không có bị thái quá cuốn vào những điều đó. Nhưng mà người mà bị tà linh khước từ ruồng bỏ tạo ra khoảng trống bên trong thì người ta sống chết với cái điều này. Đó anh chị. Tôi gọi trong Kinh Thánh gọi là những cái tư dục đó, như trong Gia Cơ chương 4. Gia Cơ chương 4 từ câu 1 đến câu 3, phải không ạ? Những điều chiến đấu tranh cạnh trong anh em bởi đâu mà đến? Há chẳng phải từ tình dục anh em vẫn hay tranh chiến trong quan thể mình sao? Anh em tham muốn mà chẳng được chi, anh em giết người ghen ghét mà chẳng được việc gì hết. Anh em có sự tranh cạnh và chiến đấu, anh em chẳng được chi vì không cầu xin. Anh em cầu xin mà không nhận lãnh vì cầu xin trái lẽ để dùng cho tư dục của mình. Cái tư dục này là nó được kích động kinh khủng. Đó. Nhưng mà cái người này đã làm ở cái chỗ là gì? Người ta nghĩ rằng khi mình có tiền, có của, không à, thì chắc chắn mình sẽ có được những mối quan hệ chân thành, tốt, được nhìn nhận, được vỗ tay, và người ta tiến vào cái điều đó. Nhưng hoàn toàn đã bị sai lầm và thất vọng. Thất vọng. Đó là cái điều mà chúng ta nhìn thấy. Ngoài những cái ham muốn tình dục, những ham muốn vật chất thái quá, thì chúng ta còn nhìn thấy một số những cái ham muốn khác cũng có anh chị. Ví dụ ham muốn quyền lực cũng có. Ham muốn quyền lực. Có những người họ ham muốn quyền lực, bắt đầu từ cái sự tìm kiếm sự thỏa mãn hoặc sự chấp nhận. Cũng vậy, do họ thiếu cái tình yêu sâu xa chân thành bên trong, và lúc nhỏ, lúc tuổi thơ bị khước từ, bị ruồng bỏ. Nó cũng bao gồm cả cái việc đấu tranh giành lấy cái quyền lực trong xã hội loài người, phải không ạ? Đó, đấu tranh. Những người mà ham muốn quyền lực này, họ sống chết để tìm kiếm một cái quyền lực, một cái địa vị, và họ làm bất cứ điều gì để có được quyền lực, kể cả nhờ cậy ma quỷ. Cho nên có thể ở Việt Nam không có, nhưng anh em thấy ở bên châu Phi đó có những mục sư, phải không ạ? Và muốn hội chúng mình được đông, được phấn hưng, được nhiều người đến, thì họ đã tìm đến với những thầy phù thủy để có những cái phù phép, có những cái lá bùa về để làm cho hội chúng được đông. Anh em thấy trên châu Phi có những mục sư nhé. Có những con người họ ham muốn quyền lực đến gọi là mù quáng như vậy, và sẵn sàng mời gọi sự trợ giúp của ma quỷ để đạt được quyền lực. Thì những cái thứ thái quá này luôn luôn đến từ tà linh. Tà linh ruồng bỏ và khước từ anh chị. Rồi. Cái điều thứ năm mà tôi muốn nói ở đây đó là gì? Cái người mà bị khước từ ruồng bỏ đó, là nó có một cái nữa là có thể cái nhân cách của họ rất là kiêu căng và muốn tự đề cao. Thật ra cái đây là cái bức tường phòng thủ thôi. Vì cái người kiêu ngạo, người kiêu căng nó tự đề cao, thực chất là họ vẽ ra một cái ảo tưởng về bản thân mình. Nhưng sự thật thì không phải như vậy. Và đây là một cái sự phòng thủ. Đây là một cái sự mà họ xây dựng hình ảnh để khiến cho mình được an toàn, khiến cho mình được đánh giá trong mắt của người khác. Đánh giá trong mắt của người khác. Nhưng mà thật sự Satan đã dùng cái tính cách này để làm hại họ. Bởi vì Kinh Thánh nó rất rõ ràng là gì ạ? Đức Chúa Trời ban ơn cho người khiêm nhường, nhưng chống cự kẻ kiêu ngạo. Nên những người bị tà linh ruồng bỏ khước từ này xây dựng cho mình một cái bức bình phong ảo tưởng về con người của mình, về trí thức, về lời nói, những hình ảnh thật ra là ảo cả, thật ra nó không thực chất. Và điều đó kích động cho họ nghĩ về mình sai lệch đi, kiêu căng, kiêu ngạo đi. Thì cuối cùng họ đã bị Đức Chúa Trời hạ xuống
Và điều đó gây lên rất nhiều khốn khổ trong những con người có những cái tính cách, có những cái tính cách này. Đấy. Trong những cái tính cách như vậy đó anh chị. Một cái điều tiếp theo ở trong tính cách của cái người mà bị tà linh khước từ ruồng bỏ có thể nữa đó đó anh chị, có nghĩa là cái người này sống nội tâm. Sống nội tâm có nghĩa là cố kìm nén, cố kìm nén và không bao giờ bộc lộ những cái điều kinh khủng của mình cho ai hết. Đó, đó là cái vấn đề. Đó là cái vấn đề. Nghĩa là người này cố kìm nén chứ không phải là trao cho Chúa nha anh chị em. Cái đó khác nhau ạ. Cái người trao cho Chúa, trao những cái vấn đề của mình cho Chúa thì là cái người có đức tin, cái người lành mạnh. Ô lạy Chúa con bị áp lực về tài chánh, lạy Chúa con có xung đột với người này, con lo lắng, con trao cho Ngài, Chúa giúp con. Đó là người lành mạnh bình thường. Nhưng cái người mà bị linh khước từ ruồng bỏ, người ta sống thu mình lại, thu mình lại và đè nén những cảm xúc, và mặc kệ những cảm xúc đó tàn phá họ. Họ không bao giờ muốn thổ lộ cho ai, không bao giờ muốn nói với ai, không bao giờ muốn chia sẻ với ai. Tức là họ loại bỏ tất cả những vấn đề nảy sinh, những cái vấn đề bên trong bên ngoài trong cuộc sống của họ ra khỏi ý thức, ra khỏi tâm trí. Hoặc họ được thuyết phục rằng ô vấn đề bình thường đó mà, không có cái gì đâu mà, cái chuyện bình thường. Nhưng mà thật sự họ đang rối rắm và muốn đè nén những điều đó dồn vào bên trong. Tất cả những phẫn uất, lo lắng, sợ hãi, bồn chồn, mặc cảm, tội lỗi thì họ đều đè vào bên trong, đè vào bên trong. Và những cái điều đó nó sinh cho họ rất nhiều bệnh tật, những căn bệnh, phải không? Người ta gọi là thời đại này, người ta gọi là hay bị trầm cảm, hay là bị những vấn đề như là viêm loét dạ dày, mất ngủ, rồi ác mộng, rồi căng thẳng, viêm khớp, thậm chí ung thư. Anh em biết là khi tìm hiểu ra sẽ thấy đây là những người mà sống đè nén cảm xúc, chịu đựng một mình trong một thời gian dài, chịu đựng những đau đớn phẫn uất đó một thời gian dài mà không thổ lộ ra với ai. Những tổn thương đó họ giữ chặt ở trong người mình, không nói với ai. Anh em thấy, và những cái đó nó phát sinh ra những cái vấn đề kinh khủng đó. Rồi một cái nữa đó là anh chị em thấy cái người mà bị tổn thương đau đớn này đó, bị linh khước từ này đó, thì nó có một cái điều là gì? Sợ bị mất mối quan hệ. Sợ bị mất. Ví dụ cái người này bị tổn thương đau đớn nhưng mà bắt đầu có người yêu, hoặc là có vợ có chồng, và tự nhiên người bị này, người mà đang bị cái, có cái tính cách rất quái đản. Có nghĩa là trong bình thường, trong cuộc sống bình thường, người ta nói là ngay là ghen tuông vô cớ đó. Anh em hiểu không? Ghen tuông vô cớ. Ví dụ như cái người đàn ông đó đang bị linh khước từ ruồng bỏ mà thay đổi nhân cách á, thay đổi nhân cách, thì thấy vợ mình hôm nay ví dụ như mặc cái áo đẹp một chút thôi là bắt đầu kích động, bị kích động, tra khảo đủ thứ, vân vân và vân vân. Hoặc là vợ mình hôm nay buổi chiều có cuộc họp nào đó mà gọi điện không thấy bóc máy là bắt đầu về cả đêm phải tra khảo, tại sao tôi gọi điện không bóc máy, đi với ai, đi ở đâu, đi làm gì. Và người ta gọi này là sự ghen tuông thái quá, bất bình thường. Cái này, đây là một cái cảm giác sợ mất mà do tà linh, do tà linh tổn thương ruồng bỏ cay đắng nó tạo ra trong cái tuổi thơ của họ hoặc trong cuộc sống của họ. Và cái tà linh này nó khiến cho người đó kiểm soát người khác một cách thái quá. Và cái điều này không những trong đời sống hôn nhân đâu anh chị em, mà trong hội thánh, trong cộng đồng, trong mối quan hệ cũng có. Ví dụ trong hội thánh có những lãnh đạo kiểm soát người ở dưới mình một cách thái quá, làm gì cũng phải muốn biết, thậm chí muốn biết người ta là sáng trưa chiều tối đi đâu, nói chuyện với ai, hôm nay chủ nhật họ không đến nhóm, cũng phải biết là họ đi đâu, họ phải làm gì, họ đã từng làm gì, đúng không ạ? Hoặc là trong cái buổi họp nhân sự này người đó không đến thì bắt đầu điều tra ra
thậm chí là có một mạng lưới chân rết điều tra, tìm hiểu, theo dõi giống như thám tử tư vậy, để biết tín hữu hay người dưới quyền của mình là làm gì, đi đâu, ở đâu, quan hệ với người nào, trong thời gian mà không có mặt ở nơi làm việc. Tôi gọi này là tà linh kiểm soát. Và tại sao kiểm soát? Bởi vì người đó không tự tin về chính mình, người đó không tự tin về khả năng của mình, người đó không tự tin về tình yêu của mình, người đó không tự tin rằng mình có thể có được một mối quan hệ lành mạnh, được nhìn nhận. Bởi vì sao? Vì trong quá khứ có những tổn thương, có những ruồng bỏ, có những khước từ mà người đó đã là nạn nhân. Và khi chưa được giải cứu, nhưng vì lý do nào đó, người đó có gia đình, hoặc người đó được đặt trong vị trí lãnh đạo, thì người đó sẽ bộc lộ ra cái bản chất của cái tà linh thật sự đang kiểm soát họ bên trong. Nó rất là kinh khủng. Và một người như vậy sẽ trở nên rất là bất bình thường do cái vết thương lòng của việc bị khước từ trong quá khứ. Nhưng như tôi đã nói đó, bản thân người đó khó nhìn ra, không nhìn ra. Nhưng mà người khác thì nhìn ra, người khác nhìn vào sẽ thấy vấn đề. Nhưng mà cái người đó là người ta nói không, tôi yêu vợ tôi cho nên tôi ghen tôi gì đâu, tôi rất yêu vợ tôi, hoặc vợ cũng có thể nói tôi yêu chồng tôi chứ ghen tôi gì đâu. Nhưng mà người khác nhìn vào thì thấy bất bình thường. Nhìn thấy hiểu ý không ạ? Cái đây là cái chỗ mà nó thay đổi cái nhân cách một cách rất là dễ xảy ra, anh chị em thấy đó đó. Còn một cái điểm nữa mà chúng ta phải nói, đó là có thể là một cái điểm này cũng thường lắm. Một người này thường vì bị khước từ ruồng bỏ, người ta hoàn toàn mất tự tin. Cho nên trong tập thể, trong công sở, trong nơi làm, trong gia đình, người đó phải luôn gây chú ý, muốn được quan tâm, cho nên phải gây được chú ý. Ví dụ trong gia đình anh chị em thấy, nếu có những đứa nhỏ nha mà nó bị khước từ ruồng bỏ, có nghĩa là nó thèm khát sự quan tâm, và nó có thể làm những cái điều quái đản lắm để gây sự chú ý, thậm chí đánh đòn nó cũng được, nhưng mà nó muốn sự chú ý quan tâm. Có thể nó giả vờ nó đập một cái ly chẳng hạn, nó đập bể một cái ly để cho cha mẹ nó quan tâm. Ví dụ như nhất là trong gia đình mà đã có một đứa con rồi sinh thêm em bé nữa, phải không ạ? Và cả nhà, cả bố mẹ quan tâm đến em và bỏ anh, bỏ anh hoặc bỏ chị, nó cảm thấy nó bị ruồng bỏ, nó cảm thấy nó bị khước từ. Hãy chú ý điều đó. Và nếu một thời gian dài không để ý thì điều đó có thể bị ảnh hưởng, và nó sẽ tìm cách nó gây chú ý. Gây chú ý là chúng ta sẽ biết cái hành vi đó, mặc dù những nó làm những điều sai, những điều bất thường, nhưng miễn sao được chú ý là được. Cái đó cũng là một cái sự thay đổi trong tính cách mà anh chị em chúng ta cần lưu tâm. Ok anh chị em. Cho nên buổi tối hôm nay đó, tôi kể ra những điều đó để làm gì? Để tất cả anh em mình phải kiểm tra lại và nhìn nhận về chính mình, cũng như mình có thể có những đủ kiến thức để giúp đỡ người khác. Một khi tà linh khước từ ruồng bỏ bước vào và khống chế hành hạ của người, tôi nói với anh chị em, nó sẽ thay đổi nhân cách của người đó. Để làm gì? Để thể hiện chính nó. Ma quỷ mà, nó luôn luôn muốn thể hiện chính nó. Cho nên anh chị em hãy chú ý những điều tôi nói buổi tối hôm nay nha. Hãy so sánh, hãy tìm hiểu, hãy gạn lọc, để cho chúng ta hoàn toàn được tự do và trở nên hình ảnh của Chúa Giêsu trên đất này. Chúa muốn tôi và bạn chị em không mang lấy dáng dấp của bất kỳ một tà linh, hay nhân cách hay phong cách của một tà linh nào, nhưng Chúa muốn tôi và bạn chị em trở nên hình ảnh của Chúa Giêsu, là những người được biến hóa, được tạo nên mới, sống một đời sống tình cảm, lý trí, ý chí lành mạnh, lời ăn tiếng nói, thái độ tư tưởng lành mạnh, và đó mới là người thực sự tự do. Cho nên chính Chúa Giêsu đến, Ngài nói rằng Ngài đến để gì ạ? Rít những vết thương lòng. Ngài đến để rao cho kẻ tù được tự do, cho kẻ bị cầm ra khỏi ngục. Tức là những người bị xiềng xích, bị đau đớn, bị tổn thương,
bị bỏ rơi, bị hoảng loạn, bị vô vọng, vô giá trị, sợ hãi, và tất cả những điều đấy do những sự khước từ gây ra. Thì Chúa Giêsu nói rằng thần Chúa ngự trên ta, Ngài sức dầu cho ta đằng rao truyền tin lành cho những người nghèo, Ngài sai ta đến để rít những vết thương lòng. Nếu anh chị em nào cảm thấy có hình ảnh của mình trong những điều tôi vừa kể buổi hôm nay, thì hãy biết rằng Chúa Giêsu hoàn toàn có thể giải phóng anh chị em và khiến cho anh chị em được tự do, được chữa lành và được hồi phục. Đó là hy vọng. Vì vậy, ngay bây giờ anh chị em, chúng ta hãy đến với sự cầu nguyện nha. Nếu bạn cho em kiểm tra lại và thấy mình có một trong những điều tôi vừa kể, thì bước đầu tiên để chúng ta được tự do là anh em phải khước từ. Anh em phải khước từ nó, nhìn nhận ra mình và khước từ nó. Lạy Chúa, ngày hôm nay trong danh Chúa Giêsu, tôi khước từ sự ghen tuông vô cớ. Tôi khước từ sự kiểm soát người khác đến mức lạm dụng. Nhân danh Chúa Giêsu, ta không cần mày. Tất cả những tinh thần này, những tà linh này, ta từ chối chịu ảnh hưởng của mày. Ví dụ vậy, nếu anh chị em cảm thấy mình là người hay kiểm soát người khác, không yên tâm về người khác, không yên tâm về vợ, về chồng của mình, về con của mình, hoàn toàn không yên tâm mà muốn biết tường tận, kiểm soát từng ly từng tí, từng cái ăn, cái mặc, cái đi đứng, thì anh em hãy cầu nguyện theo kiểu đó anh chị em ha. Muốn tự do thì trước hết phải khước từ. Khước từ có nghĩa là gì? Cắt đứt dây trói, cắt đứt mọi liên hệ của tà linh đang cầm buộc đời sống tình cảm, đời sống lý trí, đời sống ý chí, thân thể của mình đó. Cắt đứt những sợi dây cầm buộc đó trước đã, thì chúng ta mới có thể được tự do. Hoặc giả, nếu anh chị em hiện nay đang thấy mình có những ham muốn thái quá, ham muốn tiền bạc thái quá, ham muốn tình dục thái quá và bất bình thường, ham muốn quyền lực thái quá, không ạ, ham muốn những cái điều gì đó như là ăn uống, ham muốn những cái gì đó mà quá thái quá và khiến nó mình bị hành hạ bởi những ham muốn này, thì anh em cũng phải khước từ. Đơn giản là anh em hãy cầu nguyện với tôi như thế này: nhân danh Chúa Giêsu, hôm nay ta khước từ toàn bộ những ham muốn nhục dục, mọi ham muốn về tình dục ta khước từ mày. Ham muốn tình dục qua thủ dâm, qua phim sex, qua những mối quan hệ bất chính, tà dâm, ngồi hôn nhân, những quan hệ đồng tính, luyến ái, ta khước từ mày. Ta không cần đến những nhục dục này. Ta muốn được Chúa chữa lành và ta cắt đứt mày giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hay là nhân danh Chúa Giêsu, ta khước từ toàn bộ những ham muốn vật chất thái quá đời này. Không phải tiền là Chúa ta, nhưng Giêsu Christ là Chúa của ta. Ta không đặt linh hồn ta dưới những vật chất thấp hèn ở đời này. Ta không chấp nhận tư tưởng nói rằng nhà cửa sang trọng, xe đẹp, nhiều tiền là thành lưỡi của ta. Ta hủy bỏ điều này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Ví dụ vậy, anh em hãy bắt đầu cầu nguyện đây, cầu nguyện khước từ nha. Cầu nguyện khước từ, cầu nguyện khước từ, khước từ. Anh em thấy điều gì trên đời sống mình, hãy khước từ nó, hãy khước từ nó. Hoặc là anh em cũng có thể cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu, ta khước từ lòng nhân từ và lòng thương xót giả tạo, lòng thương xót mù quáng do tà linh khước từ ruồng bỏ đã ám toán, hành hạ và ảnh hưởng đến ta. Hôm nay ta khước từ toàn bộ những cái thứ giả tạo này. Ta chỉ chấp nhận tình yêu thương AGB của Chúa. Ta chỉ chấp nhận sự khôn ngoan của Chúa. Và ta sẽ sống và hành động theo sự hướng dẫn của Thánh Linh Đức Chúa Trời. Ví dụ anh em cầu nguyện như thế, anh em cắt đứt nó trong danh Chúa Giêsu. Hoặc giả anh chị em đang vì một số những cái thiếu thốn nào đó, anh chị em đang coi con mèo, con chó, con ngựa, con dê, thú vật hoặc con búp bê trong nhà của anh chị em như con người. Anh em không thể sống thiếu con mèo, con chó của anh chị em. Anh em coi con mèo, con chó như con, sưng nó như con, ăn uống cùng nó, ngủ cùng nó. Thì tôi nói với anh chị em rằng anh chị em phải khước từ nó giờ này.
anh chị em khước từ nó giờ này trong danh Chúa Giêsu bằng cách nói, trong danh Chúa Giêsu, kể từ ngày hôm nay ta không còn coi thú cưng trong nhà như một con người. Nó là con vật, nó là tạo vật của Đức Chúa Trời. Ta yêu thương nó, nhưng nó không thể thay thế tình cảm của con người. Nó không thể thay thế tình cảm của chồng, của vợ, của con, của cha, của mẹ, của anh em, của bạn bè. Nó chỉ là con vật. Trong danh Chúa Giêsu, ta khước từ toàn bộ những tình cảm của búp bê hay bất cứ con vật nào. Anh em hãy nói ra như thế trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hãy nói lớn tiếng và khước từ, vì anh em biết rằng đằng sau những thứ đó là một tà linh. Tà linh đó đang hành hạ cảm xúc của anh chị em. Tà linh đó đang trói buộc cảm xúc của anh chị em. Tà linh đó đang khống chế cảm xúc của anh chị em và cho anh chị em trở nên bất thường. Hãy lớn tiếng và khước từ nó trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hãy lớn tiếng và khước từ nó trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hãy lớn tiếng và khước từ nó trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Lớn tiếng và khước từ. Lớn tiếng và khước từ. Lớn tiếng và khước từ. Tiếp tục lên anh chị em. Tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục. Hoặc là anh chị em là một người mà luôn luôn kìm nén bên trong và không bao giờ đủ tự tin hay là có ham muốn thổ lộ với ai, giải bày những điều của mình với ai, những cái nội tâm của mình với ai, thì anh em cũng phải khước từ điều này. Đây là bẫy của Satan. Đây là bẫy của Satan để nó muốn phá hủy đời sống của anh chị em, phá hủy và làm cho anh chị em sinh ra đủ thứ bệnh tật trong sự u uất, trầm cảm, tự kỷ và nhiều những bệnh khác về mặt tâm thần. Anh em hãy khước từ nó. Trong danh Chúa Giêsu, ta từ chối những sự đè nén cảm xúc tổn thương bên trong. Ta từ chối kể từ ngày hôm nay. Ta không chấp nhận nó. Ta không chấp nhận những sự đè nén này bên trong. Ta sẵn sàng để thổ lộ điều này với mục sư của ta. Ta sẵn sàng thổ lộ điều này với người mà ta tin tưởng. Ta sẵn sàng thổ lộ điều này với bạn bè của ta, với những người có thể giúp ta. Ta sẵn sàng nhất là thổ lộ điều này với Chúa và trao gánh nặng cho Ngài. Ta tin rằng Ngài có thể săn sóc và chăm sóc nhu cầu của ta. Trong danh Chúa Giêsu, ta không chấp nhận mày Satan. Ta bẻ gãy cột trói mày giờ này Satan. Anh em có thể nói như vậy trong danh Chúa Giêsu quyền này. Hoặc anh em thấy mình là người mà luôn luôn muốn hoàn hảo và rất khó chịu với những gì mà không hoàn hảo, thì cũng phải khước từ. Bởi vì tôi nói với anh chị em, cuộc sống trên đất này không thể tìm đâu sự hoàn hảo. Mà nếu anh em để cho cái cảm giác này nó điều khiển mình, thì anh em sẽ bị hành hạ bởi nó. Và đây là tà linh. Cho nên anh em cũng phải khước từ. Nhân danh Chúa Giêsu, ta đang tiến tới sự hoàn hảo giống Chúa, nhưng ta không để cho sự hoàn hảo khống chế và hành hạ ta. Trong danh Chúa Giêsu, ta khước từ cảm giác này. Ta khước từ cảm xúc này. Ta khước từ sự chỉ trích này. Ta khước từ sự bực dọc do sự không hoàn hảo đem lại. Ta khước từ mày trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Kể từ ngày hôm nay, ta hoàn toàn có thể chấp nhận sự thiếu hụt. Ta chấp nhận sự không hoàn hảo. Ta chấp nhận mọi sự mà không như lịch trình ta đề ra. Trong danh Chúa Giêsu, ta chấp nhận nó trong sự vui vẻ, cảm thông và nhìn nhận. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng, anh em hãy cầu nguyện đó. Cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện. Khi anh chị em đã khước từ tất cả những điều đó, lớn tiếng nha, lớn tiếng như tôi vừa nói. Những ai đang cảm thấy mình ở đó thì hãy nói lớn tiếng trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Nói lớn tiếng trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Nói lớn tiếng đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Anh em công bố rằng anh em tự do khỏi nó. Tự do khỏi chủ nghĩa hoàn hảo. Tự do khỏi những sự đè nén. Tự do khỏi những sự ham muốn dục dục thái quá. Tự do khỏi những sự kiểm soát người khác. Tự do khỏi những cái điều mà anh chị em nhìn thấy như tôi vừa nói. Những cái điều bất thường ở trong tình cảm, đời sống, cảm xúc của anh chị em. Tự do khỏi những điều bất thường đó. Anh em công bố đi ạ. 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 Anh em nói tôi được tự do. Và bây giờ tất cả anh em nào thấy rằng mình cần được giải cứu ấy, đặt tay lên ngực này giùm tôi. Ok chưa? Đặt một tay lên ngực này và nghe tôi nha, không cần nói theo. Nghe thôi. Nghe thôi nha. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng, mày Satan và các quỷ sứ ruồng bỏ khước từ đang cầm buộc, trói buộc, đang có mặt trong lòng những người đang ở trước màn hình. Trong danh Chúa Giêsu,
bây giờ là thời điểm mày phải rời đi. Vì họ đã từ chối mày, họ đã phá hủy và khước từ mày. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng, ta ra lệnh tà linh khước từ ruộng bỏ này, hãy rời đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Ta ra lệnh mày rời đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Đi ra, mày đi ra khỏi cảm xúc ý chí của họ, mày đi ra khỏi phần hồn của họ, đi ra trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Đi ra, ta ra lệnh mày đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Ta ra lệnh mày đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Ta ra lệnh mày đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Toàn bộ linh khước từ ruộng bỏ, ta ra lệnh mày đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Bất kể mày vào trong tuổi thơ, mày vào trong lúc bào thai, mày vào trong lúc thanh niên, mày vào trong lúc tuổi trẻ, mày vào trong mọi hoàn cảnh nào, ta ra lệnh mày đi ra giờ này trong danh Giêsu. Rời khỏi họ giờ này, 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 rời khỏi cảm xúc họ giờ này, rời khỏi lý trí họ giờ này, rời khỏi tâm trí họ giờ này, rời khỏi linh hồn họ giờ này. Đi ra trong danh Giêsu. Ao, 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 trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tôi kêu danh Chúa Giêsu quyền năng trên anh em giờ này. Tôi đóng ấn danh Chúa Giêsu quyền năng trên anh em giờ này. Tôi giải phóng anh em giờ này. Tôi giải phóng anh em khỏi sự hành hạ của ma quỷ giờ này. Tôi giải phóng anh em khỏi hành hạ của ma quỷ giờ này. Bất kể chỗ nào, bất kể chỗ nào quỷ khước từ ruộng bỏ đang hành hạ anh em, tôi công bố sự tự do. Tôi ra lệnh cho nó phải rời đi. Bất kể nó ở đâu trong linh hồn anh em, bất kể nó ở trong cảm xúc lý trí, bất kể nó ở trong nghề nghiệp trong gia đình, bất kể ở trong mối quan hệ với con cái, bất kể ở trong mối quan hệ với trong hội thánh, bất kể quan hệ với lãnh đạo hay dưới cấp dưới, tôi ra lệnh cho ta lên phải rời đi. Quan hệ bất cứ sự kết dính tình cảm nào, dù với động vật, với thú cưng, tôi bẻ gãy và nó phải rời đi giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tôi giải phóng anh em khỏi ta lên khước từ ruộng bỏ giờ này. Hãy rời đi, rời đi, rời đi, rời đi, rời đi, rời đi, rời đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Anh em phải biết rằng nó phải rời đi khỏi anh em. Anh em phải biết rằng bắt buộc ta lên phải rời đi trong buổi tối ngày hôm nay. Bắt buộc nó phải rời đi, vì toàn bộ những gì anh em vừa nói hồi nãy là anh em đang khước từ nó, anh em đã cắt đứt nó, anh em đã cô lập nó, và bây giờ bắt buộc nó phải đi. Hỡi Satan, hỡi Satan, ta nói thẳng với mày, hỡi Satan, ta không nói với con người, hỡi Satan, ta không nói với con người, ta nói với mày trong danh Chúa Giêsu, ta bảo mày rời khỏi hạ giờ này, đi ra 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 trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Anh em hãy cộng tác với tôi, cộng tác, cộng tác, cộng tác, đá văng Satan ra khỏi anh chị em giờ này, và hoàn thành sự cứu chuộc con chị em, hoàn thành sự giải cứu con chị em. Những ai đang có những biểu hiện, những ai đang có những cái điều của ma quỷ, anh em hãy biết rằng hôm nay nó phải rời khỏi anh em. Tôi công bố trong danh Chúa Giêsu quyền năng, Satan phải rời khỏi anh em. Tôi công bố trong danh Chúa Giêsu quyền năng, linh khước từ ruộng bỏ phải rời khỏi anh em, linh tổn thương cay đắng phải rời khỏi anh em, những linh thất vọng thiếu tình yêu phải rời khỏi anh em, những tà linh bị đè nén đó phải rời khỏi anh em, những tà linh đó phải rời khỏi anh em, những tà linh đó phải rời khỏi anh em trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Đi đi, hỡi Satan đi đi, hỡi Satan mày phải đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hỡi Satan mày phải đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Rơi, 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 rơi. Anh em hãy cộng tác với tôi, cộng tác với tôi, cộng tác với tôi, cộng tác với tôi. Nếu những ai thấy nó đang nôn ói ra, thấy nó đang ra bằng hơi thở mồ hôi, thấy nó ra bằng con người của mình, thấy nó có những bất thường ở trên mặt của mình, như giọng nói mình, khuôn mặt mình, cử chỉ mình, hành động bất thường, anh chị em hãy lớn tiếng, trong danh Giêsu mày phải rời khỏi ta giờ này, ta không chấp nhận mày giờ này, ta không chấp nhận mày giờ này. Nói lớn tên anh chị em, lớn tiếng, lớn tiếng, lớn tiếng, Satan nó phải đi, Satan nó phải đi, linh ruộng bỏ phải đi, bắt buộc nó phải đi buổi tối hôm nay, vì anh em đã cắt đức nó hết rồi, cắt mọi chân cẳng nó hết rồi, cô lập nó rồi, anh em đã khước từ nó rồi, thì nó phải rời khỏi đời sống của anh em, và không có chỗ nào trong anh em để đeo bám. Anh em hãy ra lệnh cho nó trong danh Giêsu, ra lệnh cho nó trong danh Giêsu, ra lệnh cho nó trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Rời đi, rời đi, rời đi, rời đi, rời đi, rời đi. Tiếp tục lên trên, tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục công bố, lớn tiếng công bố, lớn tiếng công bố, hôm nay ta được tự do.
Hỡi Satan, hôm nay ta được tự do. Chúa Giêsu là chủ của linh hồn ta. Thánh Linh là chủ của linh hồn và cảm xúc lý trí của ta. Ta được tự do khỏi mày Satan. Vĩnh biệt mày Satan. Vĩnh biệt mày Satan. Hôm nay anh em hãy nói lớn tiếng lên. Nhân danh Chúa Giêsu ta vĩnh biệt mày Satan. Rơi khỏi đời sống ta vĩnh viễn. Cấm mày quay trở lại Satan. Anh em công bố đi. Tôi nhân danh Chúa Giêsu, tôi giải phóng toàn bộ anh chị em khỏi quyền lực của Satan buổi tối này. Tôi tuyên bố anh chị em được tự do buổi tối này. Tôi tuyên bố anh em được chữa lành buổi tối này. Tôi tuyên bố anh em được phục hồi buổi tối này. Tôi tuyên bố anh chị em được giải phóng và được ban phúc buổi tối này. Toàn bộ những người nam người nữ đang nghe và chịu ảnh hưởng lời cầu nguyện này hãy được tự do giờ này, 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 trong danh Chúa Giêsu quyền năng, trong danh Chúa Giêsu quyền năng, trong danh Chúa Giêsu quyền năng, trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Bất kể những người nam người nữ đang nghe và chịu ảnh hưởng lời cầu nguyện này hãy tự do trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tôi nói rằng anh chị em được tự do trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Anh em hãy công bố sự tự do của mình, công bố sự tự do của mình, công bố sự tự do của mình, công bố sự tự do của mình giờ này. Oh, in Jesus mighty name. Tiếp tục lên chị em, tiếp tục công bố nào. Mỗi một người công bố sự tự do của mình, công bố sự tự do của mình, công bố sự tự do của mình. Nói rằng anh chị em đã tự do khỏi mọi ảnh hưởng của nó. Satan đã biến đổi nhân cách của anh em, nhưng hôm nay Thánh Linh sẽ lấy lại điều đó. Thánh Linh sẽ tạo hình ảnh của Đấng Christ trong anh chị em giờ này. Anh chị em có nhân cách của Đấng Christ giờ này. Tôi công bố anh em có nhân cách của Đấng Christ giờ này. In Jesus mighty name. Tiếp tục lên chị em. Tiếp tục công bố sự tự do. Cảm ơn Ngài, lạy Chúa. Cảm ơn Ngài, lạy Chúa. Cảm ơn Ngài. Nào, những anh chị em đang có thể đang muốn tiếp tục cầu nguyện thì hãy tiếp tục cầu nguyện nha. Tiếp tục cứ cầu nguyện lên anh chị em. Tôi vẫn kiên nhẫn đợi anh chị em. Và anh chị em phải tuyên bố một cách tự tin rằng buổi tối hôm nay tôi đã được tự do. Buổi tối hôm nay tôi đã được tự do. Tà linh khước từ ruồng bỏ. Vĩnh biệt mày giờ này. Vĩnh biệt mày giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Vĩnh biệt mày giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Kể từ ngày hôm nay, cảm xúc ta được chữa lành, nhân cách của ta được chữa lành, lý trí ta được chữa lành, thân thể ta được chữa lành, ý chí ta được chữa lành, hồn của ta được chữa lành, linh của ta được phục hồi, thân thể ta được thánh hóa trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Oh hallelujah. Anh chị em có thấy điều đó không anh chị em? Anh chị em có nhìn thấy điều đó nó xảy ra trên cơ thể của mình không? Trên tình cảm của mình không ạ? Tôi nói Thánh Linh của Chúa đang tác động trên anh chị em giờ này. Thần Đức Chúa Trời đang tác động trên anh chị em giờ này. Thần của Đức Chúa Trời đang tác động trên anh chị em giờ này. Thần của Đức Chúa Trời đang tác động trên anh chị em giờ này. Hãy đổ đầy. Đổ đầy. Đổ đầy. Mỗi một người đang nghe và chịu ảnh hưởng lời cầu nguyện của tôi, hãy được đầy dậy Thánh Linh giờ này. Tôi nói anh chị em được đây dậy Thánh Linh giờ này. Đón nhận. Ai có tiếng mới cầu nguyện tiếng mới giờ này. Ai chưa có tiếng mới hãy nhận tiếng mới giờ này. Hãy nhận ngôn ngữ cầu nguyện mới giờ này. Đây Thánh Linh. Đây Thánh Linh. Đây Thánh Linh. Trong danh Chúa Giêsu. Đây Thánh Linh. Đây Thánh Linh. Đây Thánh Linh. Đây Thánh Linh. Đây dậy Đức Thánh Linh. Đón nhận đi anh chị em. Đón nhận. Hãy mong đợi rằng mình cầu nguyện trong tiếng mới. Tôi nói lại với anh chị em, người nào cầu nguyện tiếng mới là tự gây dựng lấy mình. Anh chị em sẽ được phục dựng theo hình ảnh của Đấng Christ. Hình ảnh của Đấng Christ phục dựng giờ này. Đổ đầy Thánh Linh giờ này. Đầy Thánh Linh giờ này. Tiếp tục anh chị em chờ đợi nói tiếng mới nào. Những ai lần đầu tiên hãy mở môi miệng mình ra cầu nguyện trong tiếng mới tôn vinh Đức Chúa Trời. Chúa đang tái tạo anh chị em. Chúa tái tạo anh chị em thành hình ảnh của Đấng Christ giờ này. Qua ngôn ngữ cầu nguyện này. Đổ đầy. Tôi công bố anh chị em đầy dậy Thánh Linh và khởi sự nói tiếng mới giờ này. Ô rabakasakatara ikikitramakasakantarakasitorova ikrebakasakantarebikantorokontaramakasaitara ikrumakasakakatenebiksikantaramakasaitara ikrumakatramakasakatenebiksokontromakantarantarankusumbaramakantekentene. Đó đây. Đây dậy Thánh Linh giờ này. Những người nam người nữ của Chúa hãy đây dậy Thánh Linh giờ này.
Tôi tuyên bố Chúa Thánh Linh là chủ nhân của anh chị em. Ngài là ông chủ của linh hồn, tình cảm của anh chị em. Ngài là ông chủ của suy nghĩ của anh chị em. Chúa Thánh Linh là chủ của anh chị em giờ này. Chúa Thánh Linh là nhân cách của anh chị em giờ này. Chúa Thánh Linh là tính cách của anh chị em giờ này. Anh chị em sẽ sống trong yêu thương, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Tôi nói anh chị em sẽ đi trong chính cái kênh này, trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Anh em công bố ra, công bố ra miệng, kể từ ngày hôm nay con sẽ sống trong yêu thương, con sống trong bình an, con sống trong nhịn nhục, con sống trong nhân từ, con sống trong vui mừng, con sống trong hiền lành, con sống trong trung tín, con sống trong mềm mại, con sống trong sự tiết độ, trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hallelujah, hallelujah. Con là người mới trong Chúa, con được tự do, tự do, tự do, tự do. Hallelujah, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Tiếp tục công bố đi anh chị em. Chính miệng của anh chị em sẽ đem sự cứu rỗi lại gần của anh chị em. Hay nói một cách khác, chính miệng của anh chị em đưa anh chị em đến gần đấng cứu rỗi. Miệng anh chị em hãy tuyên xưng những điều phù hợp với lời hứa của Đức Chúa Trời. Ngài hứa chữa lành cho anh chị em, Ngài hứa tái tạo anh chị em, Ngài hứa làm đầy Thánh Linh cho anh chị em, Ngài hứa sinh bông trái trong lòng của anh chị em, Ngài hứa cho anh chị em là một tạo vật mới, Ngài hứa cho anh chị em một linh không phải sợ hãi bằng yêu thương, quyền năng và tiết độ. Ngài hứa cho anh chị em có thần khôn ngoan, Ngài hứa cho anh chị em có đầy đủ ơn tứ sáng láng của Ngài. Hãy công bố lên chị, công bố, công bố, công bố, tôi là người đó. Amen. Công bố, công bố ra miệng nè, công bố ra miệng nè, công bố ra miệng nè. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài thật nhiều. Wow, tạ ơn Chúa thật nhiều, tạ ơn Chúa thật nhiều, tạ ơn Chúa thật nhiều. Tôi tin anh chị em đã nhận được những phép lạ cho đời sống mình buổi tối hôm nay. Tôi tin tà linh khước từ ruồng bỏ là một tà linh rất là lương lẹo, mưu mô, xảo quyệt này đã bị vạch trần buổi tối hôm nay. Tôi tin nhiều cuộc đời trên live stream buổi tối hôm nay, hơn 500 anh em trong buổi tối hôm nay nhận được sự tươi mới cho linh hồn và đời sống cảm xúc của mình, nhận được một cái sự khích lệ lạ lùng cho suy nghĩ, tư tưởng, thái độ của mình. Và tôi tin rằng sự tự do đã bắt đầu, sự tự do đã bắt đầu. Chúc mừng tất cả anh chị em trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Amen. Cảm ơn Ngài. Và những ai đang theo dõi live stream buổi tối hôm nay mà chưa một lần nào xưng Giêsu là Chúa thì hãy nói lớn tiếng theo tôi giờ này: Chúa Giêsu ơi, con tin Ngài, xin Ngài bước vào lòng con và cho con được làm con của Ngài, trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen, 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 amen. Chỉ đơn giản anh chị em thật lòng nói câu đó thôi, sự tái sinh đã đến trên đời sống của anh chị em. Chúc mừng anh chị em nha. Rồi, đây là thời giờ chúng ta hãy viết những lời chứng xuống bên dưới anh chị em. Tôi cần những lời chứng của anh chị em để làm vinh hiển danh của Chúa. Chúa vừa làm gì cho anh chị em? Những điều lạ lùng nào đang xảy ra trên thân thể, trên cảm xúc, trên lý trí của anh chị em? Anh em hãy viết xuống bên dưới để tôi cũng có thể đọc và cảm tạ Chúa nào. Tôi đang chờ những cái lời viết, những cái comment thật là khích lệ và sống động của anh chị em nha, trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Wow, xin Chúa ban phước cho anh chị em nào chia sẻ lời chứng của mình giờ này. Ôi, xin Chúa ban phước và giữ gìn anh chị em luôn luôn. Cảm ơn Ngài thật nhiều, cảm ơn Ngài thật nhiều, cảm ơn Ngài thật nhiều. Tiếp tục lên chị em, hãy viết những lời chứng của mình, viết những lời chứng của mình. Oh, hallelujah, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Viết những lời chứng của mình lên chị em. Anh chị em được tự do như thế nào, Chúa làm gì cho anh chị em, hãy viết xuống bên dưới trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Wow. À, cảm ơn Ngài. Amen. Nữa đây, 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 nữa đây. Cảm ơn Ngài. Tuyệt vời. Chúa đã thăm viếng và giải phóng con. Amen. Cảm tạ Chúa để cho con được bình an. Cảm tạ Chúa, con cảm thấy mình nhẹ nhàng, bình an và rất tự do. Wow, cảm ơn Ngài. Nhiều tâm hồn được chữa lành buổi tối hôm nay.
Dạ. Cảm ơn Ngài. Tiếp tục lên cho em. Hãy viết xuống bên dưới nè. Wow, cảm ơn Chúa. Chúa vừa làm gì cho anh chị em? Những điều lạ lùng nào đang xảy ra trên đời sống của mình? Cảm ơn Ngài. Ho ra mấy tiếng và em thấy sự tươi mới, vui mừng, bình an. Wow, Deborah. Ho ra mấy tiếng. Cảm ơn Ngài đó. Em đã khạc tà lên ra đó. Khạc tà lên ra theo. Thấy vui mừng, bình an hơn. Đây là dấu hiệu của sự giải cứu đó. Cảm ơn Ngài thật nhiều. Wow, cảm ơn Ngài. Tiếp tục lên cho em. Hãy viết những lời chứng của mình để tôi đọc nào và tôi tư vấn cho anh chị em nào. Cảm ơn Ngài thật nhiều. Wow. Khi Đức Thánh Linh đến, anh chị em sẽ thấy sự bình an vui mừng. Đúng không ạ? Thấy sự bình an vui mừng. Đó là sự thật. À, tự do bình an. Rất nhiều người được tự do bình an. Thấy không ạ? À, đây là cái dấu hiệu mà tà linh đã xuất đi. Và Đức Thánh Linh đang chiếm hữu anh chị em. Wow. Nhận được sự chữa lành từ nơi Chúa. À, nhức đầu. Đã chữa lành căn bệnh nhức đầu. Chúa, hôm nay con thật sự đã bỏ được thuốc lá. Cảm được an ủi, được bình an. Tiếp tục lên chị. Cảm ơn Chúa, thấy tâm hồn nhẹ nhàng. Khi thấy sởn gai ốc nữa chứ. Wow. Cảm ơn Ngài. Tiếp tục lên chị em. Hãy ghi xuống. Tôi đang đợi anh chị em để đọc một vài những cái comment khích lệ của anh chị em nè. Có điều gì mà Chúa làm cho anh chị em một cách tức thì tại buổi cầu nguyện và tại buổi học lời Chúa, anh chị em hãy viết xuống nha, để làm chứng cho danh của Ngài. Ta ơn Ngài. Wow, hallelujah. Nữa đây, viết đây anh chị em. Rất bình an, rất nhiều người được bình an. Người em bàn chân lên cái đầu, em ho xong là người nhẹ nhàng. Đấy, tà linh đã xuất đi, đấy, cuộn lên đợt sống. Wow, thấy người cuộn lên. Cảm ơn Ngài. Còn tự do đấy. Tiếp tục đây anh chị em. Chúa giải cứu rất là nhiều người ở trên live stream trong cái buổi cầu nguyện tập thể, anh chị em thấy không ạ? Và hãy nhớ nha, nhớ lời tôi dặn những người được Chúa thăm viếng, hãy nhớ nha, là mình đã tự do và đừng nộp cho nó nữa. Đừng nộp mình cho nó nữa nha. Cảm ơn Ngài đấy, được chữa lành, ngáp chảy nước mắt rất nhiều. Ban thêm sức được con vượt qua, thấy nhẹ nhàng, khỏi đau dạ dày. Cảm ơn Ngài. Tiếp đây anh chị em. Tạ ơn Chúa, con thấy bình an, cầu xin Ngài ở cùng Tuyết Mai. Cầu nguyện tôi thấy tinh thần thoải mái nhẹ nhàng. Em đang ngồi mà người nãy như là sa và ngã ra giường. Ui rồi. Wow, con ngáp rơi nước mắt rất là nhiều. Đại quân thường con cảm thấy con được chữa lành, không còn suy nghĩ về sự buồn khi bạn gái chia tay. Wow, đúng rồi. Buồn gì? Chúa chia tay với buồn với bạn gái chia tay buồn gì? Hai bắp chân con không còn đau nhức, bao tử con êm ái. Amen. Tiếp tục đi. Cảm ơn Ngài. Wow, tuyệt vời. Nữa đây anh chị em. Cảm ơn Ngài. Tiếp tục nào. Những điều gì Chúa làm? Wow, những phép lạ Chúa làm. Cảm ơn Ngài. Hãy ghi. Wow, tạ ơn Chúa thật là nhiều. Tạ ơn Chúa thật là nhiều. Tiếp tục nào. Cảm ơn Chúa. Biết phân biệt khước từ ruồng bỏ làm ảnh hưởng cuộc sống của người. Cảm ơn Ngài. Chúa. Yes. Cảm ơn Ngài. Tiếp tục đi anh chị em. Hai bàn tay được chữa lành hết tê cứng. Chữa lành bệnh trên đời sống và phần đất ha. Cảm ơn Ngài. Wow, tạ ơn Chúa. Chúa làm rất là nhiều nhiều điều cho nhiều người. Tôi thấy rất là được khích lệ. Ngáp chục cái chảy nước mắt và thấy nhẹ bình an, vui mừng trong lòng. Rồi được giải cứu. Ngáp nhiều chảy nước mắt xong con thấy bình an. Cảm tạ Chúa Loan, Hoàng Loan cũng được chữa lành. Wow, được chữa lành rất là nhiều, được tự do rất nhiều. Và tôi dặn những anh chị em hôm nay được giải cứu nha. Sự chữa lành cảm xúc đó, đây là một sự chữa lành mà rất là tinh tế và đòi hỏi chúng ta phải kết nối với Thánh Linh mỗi ngày qua sự tương giao thờ phượng, vì cảm xúc là cái nơi mà Satan rất dễ khống chế. Ngoài cảm xúc mà nó có thể gây làm điều này, khiến ra nhiều hoàn cảnh để cho anh em lại sa vào cái cũ. Nhưng anh em hãy nhớ nha, hãy để cho Chúa Thánh Linh
làm chủ cảm xúc của mình. Những điều gì trái với lời Chúa, đừng bao giờ nói có với nó. Bất kể cảm xúc mình muốn kiểu gì, hãy kiềm chế nó. Và bằng cách nhờ cậy Thánh Linh, vâng phục Đức Thánh Linh, anh chị em sẽ bắt đầu sở hữu hoàn toàn sự tự do, và anh em có một tính cách vững mạnh ở trong Chúa. Không điều gì có thể làm cho anh em khuất phục được nữa. Amen không ạ? Cảm ơn Chúa thật nhiều. Và đã đến giờ mà chúng ta chia tay ở đây. Xin Chúa ban phước cho anh chị em nha. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Xin Chúa ban phước cho anh chị em. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Xin Chúa ban phước. Tôi ngắt kết nối đây. Anh chị em thấy được sự dạy dỗ, động chạm thăm viếng từ Chúa qua bài giảng của mục sư, nhớ hãy chia sẻ video trên mạng cộng đồng cho nhiều người được biết. Chúa yêu bạn rất nhiều.